Kính thưa quý vị, ngày 26 tháng 9, thông tin từ Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đang tiến hành xử lý một trường hợp lợi dụng dịch bệnh để chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Nguyễn Thị Thủy Tiên, 22 tuổi ở Hải Định, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, lấy tên là Nguyễn Thị Khánh Vi để liên hệ với các bị hại với nội dung có người thân được tiêm vaccine COVID-19 nhưng không có nhu cầu nên bán lại mỗi suất từ 4 tới 5 triệu đồng. Bằng thủ đoạn này, từ tháng 8 tới tháng 9 năm 2021, Tiên đã lừa đảo nhiều bị hại với số tiền chiếm đoạt gần 100 triệu đồng. Nhận được tố giác của các bị hại, đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Huế đã phối hợp với phòng kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành truy xét, đấu tranh làm rõ. Tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế, Tiên đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện các cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.